Dạ, con kính bạch sư, con xin đọc câu hỏi từ hành giả Đá Mài ạ. Dạ, con thưa sư, khi ngồi thiền, nếu nhắm mắt lại thì con thấy mình dễ bị hôn trầm, thùy miên, buồn ngủ ạ. Còn nếu mở mắt thì tâm bị loạn động, nhớ cái này, nhớ cái kia nhiều. Nhưng con để ý là nếu chỉ nhắm hờ mắt thôi, nhìn xuống khoảng 1/3 mắt thôi, thì con thấy như vậy khắc phục được cả hai tình trạng hôn trầm và loạn tưởng ạ. Và đồng thời ngồi thiền sau một thời gian thì mắt cũng tự động nhắm lại một cách tự nhiên ạ. Con tiếp tục thực hành như vậy có được không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Nhắm mắt dù ít à, cái người mở mắt ấy dù có mở ít hay mở nhiều nó cũng là mở mắt. Và khi mà mở mắt như vậy thì cái nhãn thức nó sẽ thấy những cái cảnh ở bên ngoài, và cái lúc đấy cái ý thức nó không có thể nào mà nhận biết cái pháp thiền một cách liên tục được. Vậy tức là lúc đấy mình có hành thiền thì nó hành thiền luôn luôn có cái sự gián đoạn, chứ nó không có thể có cái sự liên tục. Còn cái việc mà thực hành nó có hôn trầm thì cũng không đáng ngại, mặc kệ nó hôn trầm nó sẽ tự động nó qua đi. Dù mình mở mắt hay nhắm mắt thì cũng thế thôi. Có thể là lúc mới ngồi cái chánh niệm nó còn yếu, cái sự tập trung nó còn yếu, cái định nó còn yếu cho nên cái tỉnh giác nó yếu. Khi mà cái chánh niệm nó mạnh lên thì cái tỉnh giác nó cũng mạnh lên, và lúc đấy cái hôn trầm nó sẽ hết đi. Nên là cứ cái lúc bắt đầu ngồi thiền cũng cứ nên nhắm mắt vào mà ngồi, và phải để tâm đúng cái pháp, để tâm đúng cái đề mục thiền ý, thì nó sẽ không bị hôn trầm. Hôn trầm có thể là do cái tâm mình nó không có cái đối tượng để nó chánh niệm, nó tỉnh giác, nó ghi nhận, nó quan sát, cho nên là nó sẽ sinh ra hôn trầm. Còn nếu như cái tâm nó có cái đối tượng để nó suy xét, nó quan sát, nó ghi nhận một cách chăm chú, đều đặn thì nó sẽ không hôn trầm, hoặc cái mức độ hôn trầm nó cũng không không quá cao, vẫn có thể ghi nhận được cái đề mục thiền. Vậy nên là tuyệt đối không nên hành thiền với cái thói quen mở mắt. Mở mắt rồi đến một lúc nào đó mình lại nghĩ rằng là à, cái cách thực hành tốt nhất là mở mắt như thế này, rồi cứ mở mắt ra mà hành thiền thì mất thời gian, chẳng đem lại cái lợi ích gì cả, không đạt, không định tĩnh được, và cái định nó sẽ rất là yếu ớt, hay là cái khoảng thời gian mình mở mắt đấy là nó lãng phí cái thời gian chánh niệm không tốt. Nên cứ tiếp tục nhắm mắt vào mà thực hành để cho nó thành cái thói quen đi. Khi nào cái tâm của mình nó có cái nó thực hành nó tốt lên rồi, chánh niệm tỉnh giác nó mạnh lên rồi, nó sẽ không còn cái hôn trầm nữa, hoặc là hôn trầm nó đến rồi nó sẽ tự động nó đi. Nên là cứ yên tâm mà nhắm mắt mà thực hành thì nó sẽ tốt hơn. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ thiền sinh ạ. Dạ, con thưa sư, con ngồi thiền thấy ánh sáng mờ mờ xuất hiện chỉ vài giây, nhưng thời gian gần đây nó không xuất hiện nữa. Con xin sư chỉ cho con cách thực hành đúng ạ. Con kính tri ân sư và ban tổ chức ạ. Nó xuất hiện ánh sáng cũng đừng quan tâm, đừng bận tâm, đừng đi theo, đừng ghi nhớ nó nữa, hãy buông nó đi, xả nó đi, quên nó đi. Và cứ nhận biết hơi thở thôi, chỉ cần nó xuất hiện hơi thở và mình thấy được cái hơi thở vào ra, đấy là được rồi. Cứ tha thiết nhận biết, mình hài lòng, mình hoan hỷ, mình chấp nhận với cái hơi thở ấy. Khi nào mình nhất tâm định tĩnh trên cái hơi thở ấy thì nó lại tiếp tục nó sáng lên thôi. Cái ánh sáng đó nó xuất hiện, nó có lúc nó đến, có lúc nó đi, lúc sáng, lúc mờ, lúc có, lúc không. Thực ra khi nào cái tâm của mình nó rất là thản nhiên, tự tại, thanh tịnh, không có câu uế phiền não, và nó chánh niệm tỉnh giác trên một cái pháp thiền đấy thì nó sẽ sáng lên. Còn lúc nào mình có một cái tâm nó bị động do mình mong cầu, do mình thích thú với một cái hiện tượng gì đó nó sinh khởi lên, là nó sẽ động tâm lên là nó sẽ mất đi thôi. Vậy mình phải giữ cái tâm thản nhiên, khi mình thấy một cái hiện tượng gì đừng có suy luận, đừng phân tích, đừng thích thú, hay là đừng có cái tâm là háo hức mong cầu theo nó thì nó mới giữ được. Còn vậy thì bây giờ nó đã qua rồi thì quên nó đi, đừng nghĩ, đừng nhớ gì nó nữa, đừng mong cầu nó nữa.
cứ chấp nhận cái pháp thiền hiện tại, đó là hơi thở đang đi vào ra, cứ biết hơi thở đi vào đi ra đi, và đừng có khởi lên cái ý là mong rằng ta phải thấy ánh sáng, không cần phải mong muốn gì hết, tha thiết nhất tâm trên hơi thở đi, rồi đến một lúc nào đó nó sẽ sáng lên. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Trương Hòa. Dạ, con thưa sư, con tập thiền hơi thở, nhưng đề mục này có vẻ khó quá, vì con không thể khởi lên tợ tướng được. Đã có lúc con nghĩ mình không phải là người tam nhân, nên không thể đắc định. Để kiểm tra mình có khả năng đắc định được hay không, con chuyển sang tập thử định ca si ná trắng, vì con có nghe nói đây là đề mục dễ đắc định nhất trong 40 đề mục. Thì tợ tướng có vẻ đã khởi lên trong tâm hình ảnh trong sáng như là nước ở trong chậu lớn, mà đáy chậu có hình ảnh, khi thì bức tường gạch, khi thì bãi cỏ mềm. Và mỗi lần mà nó khởi lên, và sau khi con chú ý nhìn vào nó khoảng 10 đến 15 giây thì nó biến mất. Con xin sư hoan hỷ cho con hỏi, đây có phải là tợ tướng không ạ? Việc thấy được tợ tướng trong ca si ná trắng cũng có nghĩa là con có khả năng đắc định ca si ná trắng, và cũng có khả năng đắc được định niệm hơi thở, phải không ạ? Con xin thành kính cảm ơn sư ạ. Thực hành cứ một cái đề mục thiền gì mà mình tin tưởng cái đề mục thiền đấy, mình gắn tâm trên cái pháp thiền đấy, nhất tâm định tĩnh trên cái pháp thiền đấy, thì nó cũng sẽ sinh ra cái ánh sáng như vậy. Nhưng mà phải biết điều chỉnh cái sự chú tâm, cái quan sát của mình cho nó phù hợp thì mới giữ được cái ánh sáng đấy. Phát khởi lên được cái ánh sáng thì nó không khó, nhưng duy trì và phát triển được nó thì khó hơn nhiều. Dù là hành thiền hơi thở cũng thế, thì, hay là hành thiền ca si ná thì cũng thế thôi. Thì mình nhắm mắt và mình niệm đến cái màu trắng 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 trắng. Nếu như nó xuất hiện ánh sáng thì cũng cứ tiếp tục niệm trắng trắng trắng, và không được nhìn sâu vào cái nó. Nhìn sâu vào nó rồi thấy nó có cái hình tướng, có cái màu sắc, có cái hình dáng giống cái này, giống cái kia, là lúc đấy nó sẽ sinh ra những cái tưởng, và nó sẽ sinh ra những cái nầm tưởng, những cái ảo tưởng, và dễ sinh ra những cái ngộ nhận, những cái hiểu sai. Vậy nên tuyệt đối không được nhìn, không được đi suy luận, suy xét, đánh giá về cái tướng đó. Cũng không cần nghĩ đây là tợ tướng hay là học tướng gì cả. Và nếu như đang hành hơi thở thì cứ quan sát hơi thở. Còn nếu như đang hành ca si ná thì cứ tiếp tục niệm ca si ná đó, và đừng quan sát đến cái hình dạng, hình dáng, màu sắc gì của cái ánh sáng đấy. Cứ nhẹ nhàng, để tâm rất tự nhiên, thoải mái, với một cái tâm lý không có cái sự lo lắng bất an gì, thản nhiên tự tại, thì cái ánh sáng nó sẽ trú được lâu, nó phải thì trú liên tục 1 tiếng, 2, 3 tiếng liền. Còn nếu như cái tâm mình bất an, mình lo lắng là không biết sao để giữ, không biết làm thế nào để phát triển đó, thì mình phân vân lưỡng lự lo lắng như vậy thì nó sẽ mất đi, hoặc là cái tâm mình chú tâm căng quá nó cũng mất đi. Lúc nào mình để tâm vừa vừa, nhẹ nhàng tự nhiên thì sẽ duy trì được nó. Thì đấy là một cả những cái bước thực hành tiếp theo, là cái người thực hành đấy cũng phải là cái người chuyên tu cơ thì mới phát triển được. Tức là nếu như còn bận rộn năng xăng thì nó có rất là nhiều những cái nguyên nhân, nó sinh ra những cái loạn tâm tán tâm, thì khó mà duy trì và phát triển được. Với cái người mà chưa có chuyên tâm tu tập thực hành thì rất khó phát triển. Còn nếu người nào có chuyên tâm thực hành rồi ấy, thì mình chỉ cần biết cách quân bình nó nữa thôi, quân bình cái nội tâm ấy, đừng có mạnh quá, đừng có yếu quá, chú tâm ở cái mức trung bình vừa vừa thì nó sẽ phát triển. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Sơn Hậu ạ. À. Dạ, con thưa sư, Đức Phật dạy là khi 6 giác quan tiếp xúc 6 trần thì cần quan sát xem tham sân si có khởi lên không. Nếu có xuất hiện thì tinh tấn dứt các bất thiện này. Dạ, con xin sư từ bi chỉ dạy, nếu quan sát thấy các bất thiện có dấu hiệu xuất hiện thì nên an trú trong đề mục nào để ngăn ác pháp không sinh khởi và phát triển ạ. À. Con xin tri ân sư ạ. À. Khi con mắt tiếp xúc với một cái cảnh sắc nào đấy, nó còn tùy theo cái sự nhận định hiểu biết
của mình mà có thể những cái phiền não cấu uế nào đấy nó có thể khởi lên. Nếu như mà vị ấy luôn luôn nhìn vào cái tướng thanh tịnh của cái cảnh trần ấy thì vị ấy sẽ thường có những cái tham ái, tham đắm, tham dục nó khởi lên, thì vị ấy cần phải suy xét hay là an trú trên cái pháp bất tịnh để thay đổi cái suy nghĩ ấy, thì cái sẽ chế ngự được cái tâm tham ái đối với cái cảnh trần đó. Vậy thanh hương vị xúc các cái cảnh căn nó tiếp xúc với các cảnh, như vậy nếu như cái người đấy thường hay khởi lên tâm tham đối với các cảnh thì thường xuyên an trú trong cái pháp quán bất tịnh, hay là quán về tử thi cũng được, quán bộ xương cũng được, quán ba hai thể trược cũng được, quán về cái sự chết trên thân thể mình cũng được, quán về thân tứ đại cũng được, thì thực hành thường xuyên thực hành những cái đó, thì khi mình tiếp xúc với các cái cảnh gì mình luôn thấy cái cảnh đấy là bất tịnh thì là tâm nó sẽ bớt ô nhiễm phiền não. Còn có những cái người thì rất là hay sân hận nhiều, mình thấy một cái cảnh gì mình cũng luôn luôn nhìn đến những cái xấu xa ngoài đó, thấy cái gì cũng gặp ai cũng nghĩ là người này là người xấu, người này là người bất thiện, có tổn hại cho bản thân mình, cho nên là sinh ra cái tâm bất thiện là sân tật là nận hối gì đó, thì mình cần phải an trú cái tâm từ, thì khi mình gặp một cái đối tượng nào đó mình cũng sẽ không bị sân hận chi phối. Vậy thì thực ra thì cái pháp, tất cả những cái pháp thiền mà mình luôn luôn có chánh niệm trong cuộc sống hàng ngày, mình đang thực hành cái pháp gì thì lúc nào mình cũng an trú trên cái pháp đấy, để cho tâm mình nó đừng có quá là bận tâm đến những cái cảnh trần ở bên ngoài, thì là nó sẽ bớt được những cái ô nhiễm với những cái phiền não và những cái cảnh bên ngoài đi. Nhưng mà chỉ có người nào có tu tập đến các cái pháp thiền tuệ ấy, quán được danh sắc rồi ấy, thì cái lúc đấy mà mình gặp cái cảnh gì mình cũng phân tích được nó là sắc pháp, nó là danh pháp, thấy tính sinh diệt vô thường của vô ngã của nó, thì thực ra cái lúc đấy nó mới làm chủ được cái nội tâm một cách vững vàng, chắc chắn, mạnh mẽ hơn tất cả những cái pháp khác. Vậy thì cái người mới tập tu ở cái giai đoạn đầu thì cần phải có cái sự gọi là hộ trì các căn, tránh xa những cái cảnh mà nó gây ra những cái ô nhiễm cho mình. Đấy là cách tránh những cái nơi nào mà nó hay sinh ra những cái khổ não, những cái phiền não, những cái sầu ưu. Thì cái cách tốt nhất là phòng hộ bằng cách tránh né, phòng hộ bằng cái kham nhẫn hay là rồi sau đó cái quá trình tu tập, cái sự tiến bộ trong cái tu tập về nội tâm của mình, nó sẽ tăng trưởng cái trí tuệ lên, khi thấy cảnh gì mình cũng thấy được cái sự thật của cái cảnh đó, thì lúc đấy mình sẽ tự tại. Khi nào mình thấy được cái tính sinh diệt, cái vô thường của nó thì lúc đấy là tự tại nhất. Còn bây giờ thì lúc mới tập tu thì mình cứ tu trên cái pháp gì thì mình chánh niệm trên cái pháp đấy ở mọi lúc mọi nơi là được. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Pannananda. Dạ con thưa sư, sau hơn 5 ngày tu tập tại chùa, con vẫn tiếp tục hành thiền tại nhà theo lời sư dặn ạ. Khi con hành thiền, con thường không cảm nhận nhiều nặng nề của phần chân và sự tê cứng bàn chân, nhưng khi con xả thiền, cảm giác nặng nề tê cứng rất rõ, con cảm nhận được nó và khiến con bước đi khó khăn một chút, sau đó trở lại bình thường. Con xin sư chỉ dẫn thêm cho con ạ, con phải làm thế nào để vượt qua sự tê cứng ạ, để con có thể hành thiền được lâu hơn ạ. Con xin tri ân sư ạ. Khi ngồi thiền nếu như chánh niệm tốt, cái tâm mình nó không còn bận tâm đến cái cảm giác ở trên thân nữa, có thể lúc đấy đau nó cũng không biết đau, tê nó cũng không biết tê, thì đấy mới là cái người hành thiền tốt, có cái sự chuyên chú, có sự nhất tâm, không còn bận tâm đến cái thân này, tâm nó rời ra khỏi những cái cảm thọ trên thân này, đấy là tốt nhất. Cho nên là rất nhiều người khi ngồi tê không thấy tê, đau không thấy đau, nhưng xả ra rồi thì lúc đấy mới thấy tê, thấy đau. Thì nếu như trong lúc ngồi mà mình thấy đau thì đổi chân đi là nó hết, là cái cách thông thường nhất. Cái cách thứ hai là nhẫn lại, dù đau dù tê mặc kệ nó, cứ ngồi
rồi dần dần nó sẽ quen đi và nó sẽ bão hòa với những cái đau cái tê đấy. Còn đến lúc mình xả thiền ra thì nó sẽ đau sẽ tê thì ngồi lại một chút để xoa bóp thì nó sẽ hết đi, và đừng lo cho cái thân nó có đau vậy đau nữa cũng không sợ, cứ tiếp tục. Này, quan trọng là cái lúc ngồi ấy, lúc đấy mình không bận tâm không quan tâm gì đến nó là tốt nhất. Và cứ cái giờ nào ngồi thì thấy cái thân này không phải là ta, không phải của ta. Cái đau này cũng thế, nó không phải của ta, cái chân này nó không phải là ta nữa. Nó chỉ là tứ đại đất nương lửa gió mà thôi. Thì cứ như vậy và cứ tiếp tục mà thực hành đều đặn tất cả các thời. Rất mà cứ coi thường cái thân này thì mình sẽ nhanh chóng có kết quả. Còn mình còn yêu quý cái thân này, lo lắng cho cái thân này thì cái sự thực hành nó sẽ rất là lâu có kết quả. Thế nên là cứ thực hành đừng bận tâm đến cái đau cái tê này. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Đức Mạnh ạ. Dạ, con thưa sư, con có câu hỏi là con ở phòng trọ, con có thỉnh một bức tượng Phật về để thờ mỗi ngày, nhưng vì ở trọ nên con thường tập thể dục, thi thoảng có hát hò thay đồ trong phòng, cũng đồng nghĩa với trước tượng Phật ạ. Vậy con có phạm tội bất kính không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Khi mình đã tôn thờ Phật rồi thì hãy hết sức trân trọng. Và nếu là cái phòng thờ ấy phải là cái nơi trang nghiêm nhất. Mỗi khi đã đối trước tượng Phật rồi thì cảm giác như đang đối trước Đức Phật ấy. Đừng có tùy tiện làm những cái điều đó. Hãy mặc dù không không có Đức Phật ở đấy đâu. Đấy chỉ là tượng trưng thôi. Đức Phật chỉ là tượng trưng cho một bậc giác ngộ, một bậc đáng cung kính, đáng tôn trọng ở trên đời. Cho nên mình đã tôn thờ Phật thì mình coi như là có Phật thật đi, để mình lấy cái đấy làm động lực, làm tấm gương để mình thu thúc các cái căn của mình đừng có tránh những cái phóng dật, tránh những cái hành động thô tháo, lỗ mãng, vô lễ thì nên tránh tuyệt đối, không nên như thế, không nên nhảy nhót hát hò như vậy. Nhất cả ngay cả thay y áo cũng vậy, phải ở một chỗ khác, không nên ở trước tượng Phật, trước ban Phật. Mặc dù Đức Phật không hiện diện nhưng sẽ có các vị chư thiên, người ta cũng cung kính Phật. Nếu như mình mà có những cái thái độ, có những cái coi thường đối với trước một cái hình tượng đáng kính của Đức Phật như vậy, mình sẽ vẫn bị cái quả báo nhãn tiền, có thể sẽ bị trừng phạt bởi các cái vị thiên thần người ta kính trọng Đức Phật. Giống như là bây giờ một cái người người ta tôn thờ ông bà tổ tiên trong nhà, những cái đứa con nít nó không biết, những con chó con mèo nó không biết, nó nhảy lên nó chơi nó nghịch ngợm, nó có cái hành động bất kính thì người lớn sẽ lấy roi vụt nó, đánh nó, mắng nó, chửi nó, tát nó. Mình không được nô lệ như vậy. Như vậy nếu như mình đã tôn thờ Phật mà thiếu cái sự cung kính như vậy thì các cái vị thần linh người ta không tôn trọng mình đâu, có thể người ta trừng phạt mình ạ. Nên đừng có làm thế. Đã tôn thờ Phật thì phải có lòng cung kính với ở mọi lúc mọi nơi. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ Phật tử ạ. Dạ, con thưa sư, con kính bạch sư, con là Phật tử tại gia, mỗi lần con đi chùa lễ Phật, con toàn phải trốn chồng đi chùa vì chồng con không thích con đi chùa ạ. Nên mỗi lần đi chùa con hay nói dối, vậy con có phạm lỗi không ạ? Con kính tri ân sư ạ. Cái này là do một cái chướng duyên của mình đối với cái Phật pháp như vậy thì nó vẫn có hai mặt. Khi mình đi chùa lễ Phật thì nó tạo ra phước, còn khi mình nói dối thì nó cũng tạo ra tội. Thì cái lỗi nói dối đấy thì nó vẫn có, còn cái phước lễ Phật đấy nó cũng có. Thì có cái là vì cái hoàn cảnh của mình thì mình phải chấp nhận, mình mua phước với một cái giá đắt như thế đấy thì đấy là còn tùy mình, và nó đều có cả hai mặt đó. Dối thì nó vẫn là nói dối, còn đi chùa thì vẫn có cái công đức của việc đi chùa. Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Mạnh Khổng ạ. Dạ, con thưa sư, con có câu hỏi về tội sát sinh ạ.
Con nhìn thấy con vật còn sống bị bắt nhốt, nhưng con không thấy con vật đó bị giết, thì con ăn thịt chúng sinh ấy có bị đứt giới tránh sát sinh không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Mình thấy con vật đó nó đang bị nhốt, rồi mình khởi lên cái tâm hoài nghi rằng có thể, và mình đã ăn cái con vật hôm qua nó nhốt, có thể là đã bị cái người nhà này giết rồi, và hôm nay mình ăn chắc mình đang ăn thịt nó đây. Mình suy nghĩ như vậy là khởi lên cái hoài nghi nhé. Thì có ba cái chi pháp để mình ăn thịt nó không bất tịnh, ăn thịt nó trở thành không thanh tịnh, đó là một là thấy, hai là nghe, và ba là nghi. Thì trong đó là mình thấy, không phải là mình thấy nó giết, nhưng mình thấy nó nhốt và mình có cái hoài nghi rồi, thì mình không nên ăn nữa thì tốt hơn. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo được gửi tới từ hành giả Tuệ Minh ạ. Dạ con thưa sư, Phật tử cúng dường tiền tới quý sư trong buổi trai tăng có phạm luật không ạ? Con thành kính tri ân sư ạ. Cúng dường cái tiền đấy nếu như mà y cứ theo giới luật cho còn nguyên bản ở trong kinh, trong luật ấy, thì vị ấy sẽ tác bạch, đó là con xin cúng dường tứ vật dụng đến chư tăng và con xin gửi lại cắt pi giá, khi nào chư tăng cần đến những cái vật dụng cần thiết hãy nói với cái người hộ tăng để cái người ấy sẽ cắt bí những cái vật dụng ấy cho chư tăng. Thì nếu như mình có cái tác ý như vậy và mình thực hiện đúng theo sự chỉ dẫn trong giới, trong luật như vậy thì sẽ không có lỗi. Còn bây giờ nói ra nó đụng chạm, vì có những người thời giờ sẽ không còn giữ giới như vậy nữa, có nhiều chư tăng sẽ giữ tiền trực tiếp thì mình cũng giảm. Mà thì cái này thì nó còn tùy theo từng cái chú xứ, từng cái môi trường, từng cái sự sinh hoạt của các vị chư tăng ở cái khu vực đó. Nhưng mà mình cúng dường với cái tác ý là cúng dường các vật dụng, các cái nhu cầu cho các chư tăng ấy, vị ấy sẽ cần dùng đến những vật dụng thì vị ấy sẽ sử dụng đến những cái tài chính ấy. Thì cái này mình cứ y cứ vào trong giới luật thì cúng dường thì nó sẽ là như vậy. Đó là mình tác ý là cúng dường về bốn cái vật dụng, chứ không phải là mình cúng dường để cho chư tăng giữ cái tiền đấy hay là làm những cái việc khác ngoài cái vật dụng ra, những cái nhu cầu cần thiết của chư tăng thôi, thì mình tác ý là cúng dường như thế. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo của hành giả Thu Ngân ạ. Dạ con thưa sư, con kính mong sư chỉ dạy cho con sự khác nhau giữa nói lời vọng ngữ và tăng thượng mạn ạ. Con xin thành kính tri ân sư ạ. Nói lời vọng ngữ thì cái đấy nó rất là dễ hiểu, là do khi mình nói ra một cái gì đó nói sai sự thật. Nhưng mà cái nói sai sự thật ấy có thể là vì cái tâm tham đắm, mình muốn lừa dối để chiếm đoạt cái gì đó mà nói sai sự thật. Tức là nó có rất nhiều nguyên nhân, vì bản thân mình hay vì người thân hay vì lợi ích một cái gì đó. Có thể là vì sân hận mà nói sai sự thật, có vì ngu si tà kiến mà nói sai sự thật. Vậy cái nói sai sự thật đấy nó có rất nhiều nguyên nhân. Nó có thể sinh lên bởi những cái tâm tham, tâm sân hay tâm si khác nhau. Còn cái sự ngạo mạn thì nó chỉ khởi lên khi mình có sự so sánh. So sánh mình với người khác, cái người đấy có sự tự hào, tự mãn, tự cao, cống cao, ngã mạn, nghĩ rằng mình hơn người khác một cái gì đó, hay là mình không bằng, nghĩ mình bằng. Tức là mình có cái sự so sánh mình với người khác thì là nó sẽ có ngã mạn sinh lên. Ngã mạn nó chỉ sinh lên trong cái trường hợp ấy mà thôi. Dạ con thưa sư, con xin đọc câu hỏi tiếp theo từ hành giả Hồng Quân ạ. Dạ con thưa sư, con xin sư chỉ bảo cho con sự huân tập và gần gũi những pháp nào sẽ làm tăng trưởng cái tôi và bản ngã, và sự huân tập và gần gũi những pháp nào thì sẽ làm giảm thiểu cái tôi và bản ngã ạ. Con thành kính tri ân sư ạ. Những cái pháp nào mà người ta hay đề cao
cái tự ngã ấy, thì mình mà huân tập những cái pháp đấy thì nó sẽ tăng trưởng cái bản ngã của mình lên. Những cái tất cả những cái gì mà nó là liên quan đến những cái mà nó cái tà kiến, cái sự mà nó hiểu sai ấy, như là những cái vô thường thì lại tưởng nó là thường. Những cái tư tưởng nào mà mình có thể tiếp thu vào mà mình sinh ra những cái tà kiến như vậy. Cái tà kiến là cho rằng có một cái cõi nào đó là cái cõi vĩnh hằng thường hằng đó. Nếu mà mình mà tiếp thu hay thân cận tiếp nhận chấp nhận những cái pháp ấy thì nó sẽ tăng trưởng lên cái bản ngã. Những cái nào mà nó cho hay là những cái tà kiến nào đấy, những cái tà kiến nào mà nó làm cho mình sinh ra những cái ảo tưởng, những cái ảo tưởng, những cái ngã mạn, mình chưa có thành tựu được những cái cao quý mà mình lại tưởng là mình đã thành tựu được những cái cao quý, thì nó sẽ nhanh chóng sinh ra cái ngạo mạn nhanh nhất. Mình cho rằng những cái mình đã đạt được này là cao thượng nhất, là thùy thắng nhất, không có cái gì hơn, không ai có thể hơn được. Thì đấy là nó sinh ra cái ngạo mạn nhanh chóng, cái tà kiến nhanh chóng nhất. Có rất là nhiều cái tà pháp, như có những người người ta thực hành những cái tà pháp và người ta tưởng rằng những cái tà pháp ấy người ta đạt được những cái gì đó nó là cao thượng, cao quý. Vậy thì tất cả những cái gì mà người ta cho rằng cái không thấy được cái sự thật là vô thường mà người ta lại tưởng nó là có cái gì đó nó thường hằng, người ta không thấy được cái sự thật là tất cả những cái hữu vi này nó là khổ mà người ta cho rằng nó là lạc, người ta không thấy được cái sự thật các cái pháp hữu vi trên cuộc đời này là vô ngã mà người ta lại tưởng rằng nó có một cái tự ngã, nó có một cái gì đó nó tồn tại vĩnh hằng. Rồi mình chấp nhận những cái tư tưởng ấy thì mình sẽ sinh ra cái tự ngã nó cao. Thì mỗi người sẽ có những cái chấp thủ vào một cái gì đó thì nó sinh ra tự ngã về cái đấy. Như là có cái người nào đó chấp thủ rằng cái thân này là tôi, là của tôi, là tự ngã của tôi. Tôi đẹp như thế này, tôi khỏe như thế này, tôi sống lâu như thế này. Thì đấy là nó sinh ra tự ngã. Nhưng mà cũng có người thì lại không nặng về cái hình tướng này nhưng mà chấp về cái mặt ý thức tinh thần. Thế là tôi giỏi như thế này, tôi học nhiều như thế này, tôi có tư tưởng cao quý như thế này. Thế là mình chấp vào những cái thọ, cái tưởng đấy thì nó sinh ra tự ngã. Và có người thì chấp là những cái tôi làm những cái việc này, tôi có danh vọng, có chức quyền như thế này, tôi làm những cái phận sự, cái công việc lớn lao cao cả như thế này. Đấy, khi mình chấp thủ vào một cái gì đó thì nó sinh ra tự ngã. Vậy thì nói chung là tất khi mà mình không hiểu được cái tính giả tạo mà mình lại có cái chấp trước thì chấp trước vào cái gì nó cũng sẽ tăng trưởng tự ngã lên cái đó. Người ta tham dục, người ta chấp vào những cái tham dục này là của tôi, nó sinh ra tự ngã. Có người thì chấp vào cái thân nam muộn này cho rằng của tôi thì nó sinh ra tự ngã. Vậy đó là những cái chi kiến, những tà kiến ấy nó tăng trưởng lên là sinh ra tự ngã. Còn khi nào mình thân cận những cái pháp nào mà mình hiểu ra được các sự thật rằng tất cả những cái gì nó có hình tướng vật chất này hay là tất cả những cái gì nó thuộc về ý thức tinh thần này nó đều giả tạo, nó đều vô thường, rồi mình không chấp trước nó nữa thì lúc đấy là nó sẽ đạt đến vô ngã. Thân này nó không phải là ta, của ta, tự ngã của ta nữa. Thì mình không chấp thân, thọ tưởng hành thức cũng vậy, các cái vật chất ở bên ngoài cũng vậy, bên trong cũng vậy, quá khứ, hiện tại, tương lai nó cũng vậy, nó là giả tạm, là vô thường sinh diệt như vậy. Khi mà nhận thức ra như vậy, suy xét được như vậy, quan sát được như vậy thì nó sẽ diệt trừ được cái bản ngã đi. Dạ con thưa sư, con xin phép kết thúc buổi hỏi đáp trình pháp tại đây ạ. Những câu hỏi tiếp theo, con xin phép chuyển sang buổi tiếp theo ạ. Chúng con thành kính tri ân công đức của sư ạ. Đây, mọi người quay hướng. Idam me bunyam.
Asavakajam vaham hotu idame bunyam nidbalasa pachajo hotu mama punya pagam sabasathanam pachemi te sabbe medamam punya pagam Napandu sadhu sadhu sadhu.